Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá ngày 15 tháng 5. Nhận định soi kèo U23 Việt Nam với U23 Đông Timor. Trận đấu diễn ra lúc 19 giờ ngày 15 tháng 5, SEA Games 31. U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối vòng bảng trong tình thế 99% tấm vé vào bán kết nằm trong tay các cầu thủ của chúng ta. Hãy cùng gốc bóng đá 24 giờ nhận định soi kèo trận đấu U23 Việt Nam với U23 Đông Timor và đưa ra những đánh giá. Nhận định trước trận U23 Việt Nam với U23 Đông Timor, nói thật, rất là khó hiểu cho hàng công của chúng ta trong thời điểm này. Rất khó lý giải tại sao U23 Việt Nam hòa 0-0 trước U23 Philippines và thắng vất vả 1-0 trước U23 Myanmar. U23 Philippines bị U23 Indonesia ghi đến 4 bàn, bị U23 Myanmar chọc thủng lưới 3 lần, nhưng Việt Nam chẳng thể một lần khiến thủ môn của họ vào lưới nhặt bóng. Do đó, điều mà ai cũng nghĩ là U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tưng bừng trước đội bạn. Nhưng nhìn cái cách mà các cầu thủ trẻ của chúng ta thể hiện trước U23 Philippines và U23 Myanmar, thật khó để tin điều ấy xảy ra. U23 Myanmar bị U23 Đông Timor ghi 2 bàn, bị U23 Philippines chọc thủ lưới 2 lần. Nhưng nhìn sang U23 Việt Nam, ứng viên hàng đầu cho huy chương vàng, thì rất vất vả mới có được một bàn thắng vào những phút cuối do công của đội trưởng Hùng Dũng. Còn U23 Đông Timor, họ đã chắc chắn chia tay giải đấu trận đấu tới đây. Có lẽ họ cũng tung những cầu thủ dự bị đã đăng ký thi đấu vào đá để ai cũng được ra sân ở giải này. Thông tin lực lượng U23 Việt Nam với U23 Đông Timor, hai đội có lực lượng mạnh nhất, không có ca chấn thương nào. Đội hình ra sân dự kiến U23 Việt Nam với U23 Đông Timor. U23 Việt Nam: Văn Toản, Việt Anh, Thanh Bình, Tuấn Tài, Tiến Long, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Hài Long, Văn Xuân, Tiến Linh, Nhâm Mạnh Dũng. U23 Đông Timor: Pereira, Viegas, Guter, Zé Oliveira, Mesquita, Barreto, Augusto da Silva, Fernandes, Zé Almeida, Bosco, Filomeno. Dự đoán kết quả bóng đá U23 Việt Nam với U23 Đông Timor. U23 Việt Nam thắng U23 Đông Timor 4-0. Bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.